Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 364 của Số Công Nghệ TRD. Như thường lệ thì mình tên Lương và Hằng sẽ thay nhau trả lời những hỏi đáp của các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của số hỏi đáp ngày hôm nay. Câu hỏi số 1 của bạn Tiến Lưu Trịnh. Chào anh Lương ạ, anh tư vấn giúp em một laptop trong tầm 15 triệu để là Premier, đáng mua nhất ạ, em cảm ơn anh. Trong tầm tiền này nếu mà làm Premier dựng như anh ấy thì chúng ta chọn những dòng máy gaming sẽ có cấu hình tốt nhất. Anh nghĩ là mà rẻ nhất trong tầm tiền này thì chỉ có Acer Nitro 5. Acer Nitro 5 tầm này thì em nhỉnh một chút thì có thể mua được con i7-7700HQ, Vega của nó GTX 1050, RAM 8GB DDR256, giá thị trường thì nó tầm khoảng 15 triệu. Trong khi đó thì nhỉnh hơn một chút thì chúng ta sẽ mua được máy mới được sản xuất 2020 em ạ. Nhưng mà tầm 17.9 thì em mới mua được. 17.9 thì em sẽ mua được phiên bản đó là Acer i5 10300H 88GB và GTX 1650 Full HD IPS đang có giá bán thị trường là 18.9 nhưng mà anh đang giảm giá còn 18 triệu em nhá. Câu hỏi số 2 của bạn Duy Tự Phạm. Chào anh ạ, máy của em thì không nóng lắm nhưng mà quạt lại kêu to, thì như vậy có bị làm sao không ạ? Thực ra quạt kêu to thì nó chỉ khó chịu thôi. Bởi vì không nóng thì mình có thể là nhiệt độ trong máy hoàn toàn bình thường, những quạt bị dơ chẳng hạn thì nó kêu to, ồn thì khó chịu thôi. Theo anh thì em nên vệ sinh bảo dưỡng cái quạt chạy cho ngon lành em nhá. Câu hỏi số 3 của bạn Tuấn. Chú ơi, máy Dell E5570 nâng cấp từ màn Full HD TN lên màn Full HD IPS thì có cần thay main không ạ? Không cần cháu ạ, chỉ cần thay màn thôi cháu nhá, không cần phải thay bất kỳ linh kiện nào khác cháu nhá, thay màn lên IPS là nó sẽ lên luôn, chỉ cần đúng chuẩn màn là sẽ được em nhá, cháu nhá. Câu hỏi số 4 của bạn Scott Askin. Hai con máy là Dell 7280 và Dell 7470 thì con nào đáng mua hơn ạ? Yêu cầu ở đây là làm văn phòng, game nhẹ cộng Photoshop, có thiết kế đẹp, hiệu năng dùng trong 3 đến 4 năm nữa. Nếu như bạn chọn một công việc cơ động di chuyển đi lại nhiều thì chiếc 7280 sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn. Nhưng nó thực sự nếu mà làm kỹ thuật và dùng các công việc nhiều mà chúng ta chọn chiếc màn hình 12 và inch thì với mình nó quá nhỏ. Quá nhỏ thì thứ nhất là cái không gian làm việc nó rất là chật hẹp và có thể là mỏi mắt khi chúng ta làm việc thời gian dài. Mình nghĩ là trong tình huống này bạn chọn Dell 7470 sẽ hỗ trợ bạn tốt hơn bạn nhé. Với màn hình 14 inch thì nó cũng ngon hơn nhé. Câu hỏi số 5 của bạn Phong Vũ. Em muốn hỏi là con 7510 hàng Reforbit ở bên mình thì còn không ạ? Em xin giá luôn ạ. Và trả góp thì có được xuất hóa đơn không anh? Em ấy trả góp thì xuất hóa đơn, nếu mà hóa đơn bình thường thì hoàn toàn ok em. Còn với những chiếc máy Reforbit nếu mà hóa đơn đỏ thì chắc chắn là không có, bởi vì thực tế đây là chiếc máy tân trang, đã tân trang lại và như chuẩn ra thì nó vẫn gọi là máy cũ em ạ. Và trực tiếp do hãng tân trang bán ra trên thị trường. Với Dell 7510 phiên bản Reforbit, phiên bản i5, phiên bản i7 M1000M thì cửa hàng đang bán 17.500. Với phiên bản M2000M thì cửa hàng đang bán là 19.500. Được trang bị đều là i7, RAM 8GB DDR256, Vega là M1000 và Vega M2000 cho bản 19.5 mà đều là Full HD IPS em nhé. Còn trả góp thì có hàng đây rồi, thì em có thể qua cửa hàng để trả góp. Rất là đơn giản, chỉ cần chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe này em có thể trả góp rồi. Độ tuổi là trên 20 tuổi em nhé. Câu hỏi số 6 của bạn Việt Khoa Đỗ. Em cần tư vấn một máy nhỏ gọn, tính di động cao, màn hình màu tốt một chút ạ, trong tầm tiền dưới 15 triệu. Thì ThinkPad Carbon hay là Dell XPS sẽ tốt hơn ạ. Nhu cầu của em là chỉnh sửa hình ảnh, xử lý âm thanh và biên tập một số video nhẹ. Em đã dùng 3 đời ThinkPad được gần 15 năm, bây giờ có nên đổi sang XPS không ạ? Tốt nhất là đang dùng cái gì quen thì dùng cái đó. ThinkPad đã bảo rồi, đã dùng được nghiện. Đấy. Trong tầm tiền của bạn thì bạn dùng con X1 Carbon Gen 4 với phiên bản i7 màn hình 2K cực kỳ đẹp. Đang có giá rất tốt tại cửa hàng mình đang bán 15.500. Bạn có thể qua cửa hàng dính ngay em ThinkPad X1 Carbon Gen 4 i7 về màn 2K bạn nhé. Chắc chắn sẽ khiến bạn hài lòng bạn nhé. Câu hỏi số 7 của bạn Anh Ngô KFC. Anh ơi, em vừa mua con Acer Nitro 5 bên anh. Đang xài lướt web xem YouTube bình thường, tự nhiên nó đứng hình một hồi, xong hiện màn hình xanh báo lỗi gì đó, không khởi động lại được. Sau đó thì xài màn bình thường, không biết như vậy là có bị làm sao không ạ? Thông thường đối với những chiếc máy mới như này thì có thể là do nó chưa update hết Windows bản quyền. Trong trường hợp là chưa update Windows bản quyền mà chúng ta đang dùng xung đột thì nó sẽ báo lỗi trên màn hình. Sau đó thì một lúc nó sẽ khởi động lại, và khi khởi động lại thì em dùng hoàn toàn bình thường. Còn nếu như mà tình trạng gặp thường xuyên thì có thể là lỗi hệ điều hành. Còn nếu mà gặp thường xuyên nữa mà cài lại hệ điều hành rồi mà vẫn vậy thì em nên qua máy, nên qua cửa hàng để được kiểm tra phần cứng xem có vấn đề gì hay không em nhá. Câu hỏi số 8 của bạn Phan Văn Minh. Anh ơi, Dell Latitude 7470 và 7480 thì có khác biệt nhiều không ạ? Em có khoảng 10 đến 11 triệu muốn một máy văn phòng vỏ kim loại có HDMI. Anh cho em xin vài mẫu tham khảo nữa ạ. Cấu hình càng mới càng tốt ạ. Thực ra thì với tầm tiền như này thì chiếc máy của bạn chọn là hai chiếc cao cấp nhất rồi. 7480 thì vẫn được xếp cao cấp hơn một chút so với 7470, nó mỏng hơn. Đấy, còn
Về cấu hình thì có thể tương tự và là nhau. Và chất lượng thì mình nghĩ là hai dòng máy này đều đáp ứng tốt bạn nhé. Còn với tầm tiền này là HP thì nó có các phiên bản như HP EliteBook 840 G3, HP EliteBook 840 G4 thì là hai chiếc máy cạnh tranh trực tiếp với dòng này. Ngoài ra nếu mà thích cái dòng kiểu kỹ thuật mà thiết kế tối giản thì nó sẽ có ThinkPad như là T460, T470. Em có thể lựa chọn thêm vài dòng mẫu như vậy. Xem các bạn đánh giá trên YouTube của anh xem chiếc nào phù hợp thì em mang về em nhé. Câu hỏi số 9 của bạn Kiệt Lý Văn. Anh cho em hỏi với ạ, hôm nay em có mua một chiếc máy ở bên chỗ anh, nhưng nhân viên có dán tem bảo hành ngay cạnh màn hình. Chiều tối em đi dán tấm phim bảo vệ thì buộc phải bóc cái tem ấy ra. Nếu như vậy thì bên anh có còn bảo hành cho em không ạ? Em cũng xin góp ý thêm là tem nhà mình thì đừng nên dán ở vị trí đó ạ. Thực ra thì cái vấn đề này anh đã gặp phải rất là nhiều và rất là nhiều người giống như em đều phản hồi, bởi vì khi dán vào thì bắt buộc chúng ta phải bóc ra. Nhưng cũng trấn an em luôn là bóc ra không làm sao cả em nhé. Nếu gặp bất kỳ gì vấn đề về dịch vụ bảo hành không tốt chẳng hạn, cứ alo cho anh. Số điện thoại của anh là 077 357 4 số 9 ở cuối. Luôn hỗ trợ nhiệt tình vui vẻ và chiếc máy của em trả lời luôn là không ảnh hưởng gì đến việc bảo hành em nhé. Câu hỏi số 10 của bạn Nguyễn Hoàng Phúc. Chào anh ạ, chúc anh có thật nhiều sức khỏe. Anh cho em hỏi là em đang xài chiếc Dell Inspiron 17 7791. Trong máy có một chỗ để lắp ổ 2.5 inch. Tuy nhiên em chỉ xài một khe SSD thôi ạ, nên sẽ chống cái chỗ để cài ổ 2.5 inch. Em muốn thay thế vào đó một viên pin khác dài hơn, dung lượng cao hơn để xài được lâu một chút ạ. Pin theo máy là 65W. Thế thì không biết là dòng Inspiron 17 này thì có pin nào mà dung lượng cao hơn không và có lắp được không ạ? Nếu có thì bên anh có bán không, giá bao nhiêu ạ? Thường thì chiếc máy mà nó để chờ thế thì chúng ta hoàn toàn có thể lắp pin, đặc biệt là các dòng như ProRation 5510, 5520, 5530 và thậm chí cả là 5540, XPS 9550, 9560, 9570, 7590 thì họ đều để chờ vậy để chúng ta có thể lắp pin ngắn và pin dài. Trong tình huống này thì em chỉ cần tìm một quả pin đúng như chiếc máy này là có thể lắp vào được. Và pin của em là dung lượng 68W thì hàng có đọc nhầm thôi. Cái chiếc máy này thì pin anh không có đâu, anh có thể tra trên máy bay. Còn nếu mà thực sự mà có nhu cầu cần đặt pin thì có thể alo cho anh. Số điện thoại của anh là 077 357 4 số 9 ở cuối. Anh sẽ tra và tìm pin cho em, em nhá. Anh sẽ báo giá cho em. Nhưng thông thường một quả pin này thì giá của nó không dưới 1.2 triệu đâu, em nhá. Câu hỏi số 11 của bạn Tuấn Linh Phan. Chú ơi, con Lenovo IdeaPad S540 bản 15.6 inch để học lập trình hay vẽ 2D thì có bền không ạ? Với chất lượng của dòng Lenovo IdeaPad S540 thì chiếc máy này rất là tuyệt vời. Trong phân khúc đó là đồ họa tầm trung, vẽ 2D thoải mái và chiếc máy này có tích hợp với ga rời. Chính vì thế sẽ hỗ trợ đồ họa và chơi game tương đối là tốt, và lập trình thì chúng ta sẽ cần CPU i5 RAM 8GB SSD256 thì hoàn toàn thoải mái để em lập trình em nhé. Câu hỏi số 12 của bạn Vinh Nguyễn. M1000M xài được trong khoảng mấy năm nữa là hết ngon hả anh? Thực tế thì với Vega M1000M thì dung lượng Vega của nó chỉ 2GB. Đây là chiếc máy ngon nhất trong tầm tiền là từ 16 đến 17 triệu. Thì nếu mà dùng được bao lâu thì đơn giản là như này. Một chiếc máy chạm thì thông thường có độ bền từ khoảng 10 đến 15 năm. Nhưng thông thường thì 10 năm là chúng ta đã phải thay máy rồi. Chiếc máy được sản xuất là 2016 thì em cứ thoải mái dùng đến khoảng 4 đến 5 năm nữa. Có điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ đổi đến chiếc máy khác em nhé. Câu hỏi số 13 của bạn Tiến Lê Minh. Em cần một chiếc laptop dưới 10 triệu để làm lập trình Android mà Tết em mới mua được, thì nên mua chiếc nào trong tầm giá dưới 10 triệu? Em muốn là màn hình Full HD, SSD và có màn hình 14 inch ạ. Trong tầm tiền này mà chiếc máy ngon nhất anh thấy nếu mà trong lĩnh vực lập trình Android thì em nên mua phiên bản nó ThinkPad T460. T460 là chiếc máy hỗ trợ cực kỳ tốt về hiệu năng, đặc biệt bàn phím của nó cực kỳ ngon lành, cũng như các cổng kết nối của nó cực kỳ ok. Nhưng ThinkPad thì là dân thuần kỹ thuật thì rất là thích, thì không biết em có thích hay không. Nhưng mà với anh thì đây là chiếc máy tốt nhất trong phân khúc của em. Còn nếu mà em thích Dell thì nó có phiên bản như là Dell 7470, 7480 hoặc 5470. Trong tầm tiền này đều là dòng Latitude hỗ trợ lập trình cực kỳ tốt, hành trình bàn phím tốt và mọi thứ đều rất ok, màn hình full và có ổ cứng SSD. Thì em có thể tham khảo vài chiếc mẫu máy vừa rồi em nhé. Câu hỏi số 14 của bạn Hoàng Văn Lâm. Chào anh Lương ạ, bên anh có chiếc Latitude 5590 không ạ? Báo giá giúp em. Và máy mới hay là máy line new ạ? Em cảm ơn anh. Em với dòng Latitude 5590 thì hiện nay anh đang có máy line new em ạ. Các phiên bản từ i5 đến i7 và chip HQ thì anh đều có. Dao động từ tầm tiền đó là từ 14 triệu đến 20 triệu đồng em nhé. Em có thể tham khảo trên 24laptop.vn. Câu hỏi số 15 của bạn Hoàng Lê. Khi nào thì bên mình review con HP ZBook Studio G7 vậy anh? Em ơi, con này thì hiện anh đang order về, bởi vì máy nó cũng hơi đắt một chút nên mà giá thành nó chưa ổn định lắm. Chiếc máy này anh cũng thấy là cực kỳ đẹp và mọi thứ rất ok và thiết kế cực kỳ đẹp. Và chắc chắn sớm đây em nhá, sẽ có bài review trên trang của anh. Với đơn giản là dòng sản phẩm anh thích thì chắc chắn sẽ đặt về. Mỗi tội là giá tiền nó hơi cao, bao giờ nó đặt về cũng hơi chua chát em nhá.
Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp ngày hôm nay. Và cứ 2 ngày thì chúng tôi sẽ có một số hỏi đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook hay các câu hỏi phần mềm, phần cứng, đánh giá máy, nâng cấp máy, vui lòng đặt các câu hỏi dưới cái topic này. Mình sẽ trả lời các bạn qua tin nhắn hoặc có thể gọi điện thoại trực tiếp cho mình. Số điện thoại của mình là 077 357 4 số 9 ở cuối để được giải đáp luôn nha các bạn nha. Hàng ngày thì chúng tôi vẫn cứ tổng hợp, sau đó thì mình quay những video trả lời hỏi đáp như này để các bạn chắc chắn xem cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Mong rằng là mọi người ủng hộ kênh nhiều nữa bằng cách là đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những kiến thức mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.